Rồi, xin chào các anh chị. Em có nhặt ra được một cái chậu cây Queen Duck này. Cái chậu này nó bao gồm hai thân nha anh chị. Bao gồm có hai thân ạ. Trong đấy thì có một thân là cây sai lá là 19 cm. Và một thân thì nó nhỏ hơn nha anh chị. Một thân thì nó nhỏ hơn. Cả hai thân đều đang ra lá mới rồi anh chị này. Và đây cái lá mới nữa này. Cây đang trong cái tình trạng khá là hoàn hảo anh chị ạ. Em trồng thuần chậu từ bé này, gieo hạt này. Ngân. Anh chị nào có nhu cầu cái chậu cây này thì nhắn qua cho em nhé. Cái chậu cây này em bán 400 ngàn. Anh chị nào có nhu cầu thì nhắn cho em. Size lá 19 anh chị nhé. Để em kéo thước cho anh chị theo dõi. 19 cm nha anh chị. Rễ mạnh này. Vườn em thì cứ cây ổn chọi mới bán đấy chị ạ. Còn chứ không như một số chỗ là họ mới trồng xong họ đã bán luôn đâu. Đó, dễ này. Anh chị nào cần thì nhắn qua cho em nhé. Rồi, em xin cảm ơn anh chị.